Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nhằm không để sót tài năng và tuyển chọn được những ứng viên xuất sắc nhất cho bóng đá trẻ Hưng Yên, đầu tháng 3 này, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh chính thức tuyển sinh lớp năng khiếu bóng đá nhi đồng trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng tuyển sinh là nam thiếu niên sinh từ năm 2011 đến 2013. Các thí sinh dự tuyển sẽ trải qua vòng thi sơ loại với nhiều bài kiểm tra về tư duy chiến thuật, tố chất kỹ thuật, tâm lý thái độ, thể hình, thể chất để tuyển chọn ra khoảng 30 thí sinh xuất sắc nhất. Sau khi trúng tuyển, các học viên sẽ được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, bài bản để trở thành những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn, thể hình, thể lực mà còn có ý thức kỷ luật, văn hóa, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp, góp phần tạo nòng cốt cho sự phát triển bền vững của bóng đá xứ nhãn Hưng Yên trong tương lai. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022 sẽ chính thức khởi tranh trong ít ngày tới. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến đã có những sự chuẩn bị tốt nhất trong mùa giải mới. Ngay sau Tết Nguyên đán, toàn đội đã hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để bước vào quá trình rèn luyện thể lực, tập kỹ chiến thuật. Câu lạc bộ đã có những trận thi đấu giao hữu đạt kết quả khả quan với câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Thanh Hóa và câu lạc bộ Nam Định. Sau đó, câu lạc bộ Phú Hiến đã có chuyến tập huấn thi đấu giao hữu tại khu vực phía Nam nhằm cọ sát, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải hạng nhất quốc gia gặp câu lạc bộ Long An ngày 4 tháng 3 năm 2022. Nhận thấy nhu cầu vui chơi đá bóng của trẻ em trong xã tăng cao, trong khi địa phương thiếu sân bóng, cuối năm 2021, Đoàn Thanh niên xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã quyên góp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng sân bóng đá. Với gần 100 triệu xã hội hóa được, đoàn xã đã cải tạo một khu đất công điền của xã thành sân bóng mini có hệ thống đèn chiếu sáng và lưới bao xung quanh. Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên xã Ông Đình sắp tới. Sân bóng đi vào hoạt động đã tạo sân chơi thể thao bổ ích hàng ngày cho thanh thiếu niên trong xã, giúp các em không còn phải đá bóng ở ngoài đường như trước kia. Những năm qua, hoạt động thể dục thể thao luôn được phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào chú trọng quan tâm. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thu hút đông đảo người dân tham gia. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào thể dục thể thao ở đây diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho cán bộ và nhân dân. Hàng năm, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào thường xuyên tổ chức các giải như giải bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, dưỡng sinh cho các lứa tuổi, nhất là vào dịp ngày lễ, ngày Tết. Thông qua hoạt động này đã phát hiện lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của phường để tham gia các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh. Mình thấy sau mỗi giờ làm việc được đi giao lưu thể thao rất là vui, để nâng cao được cái sức khỏe, cảm thấy rất thoải mái. Ngoài ra, xã luôn quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào tập luyện thể dục thể thao của đông đảo quần chúng nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa thể dục thể thao. Tổ dân phố cũng đang là cố gắng nỗ lực với cái nguồn vốn là vừa trên đầu tư và tổ dân phố nó đã xã hội hóa được. Đó, trung tâm vận động là trên 300 triệu đồng tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tích cực tham gia cái phong trào thể dục thể thao. Với sự quan tâm của cán bộ và nhân dân phường Minh Đức mà phong trào thể dục thể thao ngày càng khởi sắc, có sự chuyển biến cả về số lượng, chất lượng. Hiện phường có 2 sân bóng đá, 20 sân cầu lông, 14 sân bóng chuyền. Bên cạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường cũng được thực hiện nền nếp. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường đã quy hoạch các khu trung tâm văn hóa thể thao tại các tổ dân phố nhằm thu hút và động viên nhân dân tích cực tham gia rèn luyện tập thể dục thể thao. Thời gian tới, phường Minh Đức tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao, khuyến khích các khu phố, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, điểm nhóm thể dục thể thao để người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.